Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Sau 2 ngày tranh tài, giải bơi học sinh tỉnh Hưng Yên năm 2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 5 tại bể bơi thành phố Hưng Yên đã kết thúc tốt đẹp. Đây là sân chơi thể thao bổ ích khuyến khích học sinh học bơi để phòng tránh đuối nước. Gần 200 vận động viên đến từ 29 đoàn thi đấu ở 15 nội dung đã cống hiến cho khán giả nhiều lượt bơi hấp dẫn gay cấn. Ban tổ chức đã trao 15 bộ huy chương cho những vận động viên đạt nhất, nhì, ba ở các nội dung. Giải nhất toàn đoàn bậc tiểu học và trung học cơ sở thuộc về trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Greenfield, nhất toàn đoàn bậc trung học phổ thông thuộc về trường trung học phổ thông Khoái Châu. Nhằm giúp các em học sinh có nơi rèn luyện thể chất phòng chống tai nạn đuối nước, Liên trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức, thị xã Mỹ Hào đã đầu tư kinh phí hơn 3 tỷ đồng xây dựng bể bơi trong nhà có diện tích hơn 200 m². Những hạng mục cuối của công trình đang được dần hoàn thiện. Đây sẽ là nơi học bơi trong những giờ học thể chất và rèn luyện sức khỏe sau giờ học của toàn thể học sinh trong nhà trường. Vừa qua trong giải bơi lội học sinh cấp tỉnh, học sinh nhà trường đã xuất sắc giành được 2 giải nhất. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu niên trong dịp hè, vừa qua Đoàn Thanh niên xã Mễ Sở, huyện Văn Giang phối hợp với công ty Trung tâm Đào tạo bóng đá Football khai trương lớp bóng đá cộng đồng. Thanh thiếu niên độ tuổi từ 5 đến 15 đều có thể tham gia lớp học này. Đến với lớp học sẽ được hướng dẫn đào tạo những kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu của bộ môn bóng đá, tham gia biểu diễn các trò chơi vận động với trái bóng và được trải nghiệm thi đấu giao lưu trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là sân chơi vui tươi lành mạnh bổ ích, rèn luyện thể chất trong dịp hè mà qua đây còn phát hiện những tài năng trẻ trong bộ môn bóng đá. Trong những năm qua, môn bóng đá ở xã Tống Chân, huyện Phù Cừ được phát triển thu hút đông thanh thiếu niên tham gia. Tất cả các thôn trong xã đều vận động nhân dân xã hội hóa, làm các sân bóng, đồng thời thành lập đội bóng đá nhi đồng và thanh niên. Hàng năm, xã đều tổ chức giải bóng đá thanh niên giữa các thôn trong xã và mời các đội bóng của một số xã trong huyện Phù Cừ tham dự. Đây là sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh, không những khích lệ được phong trào mà còn là cơ hội để các đội bóng được thi đấu, giao lưu, nâng cao trình độ. Câu lạc bộ quần vợt Hoàng Hiền hiện có 40 người, được thành lập từ năm 2008. Các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên luyện tập vào buổi chiều tối các ngày trong tuần. Hàng tháng, hàng quý, câu lạc bộ đều tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ quần vợt ở các tỉnh thành phố khác để tạo tình cảm thân quen gắn bó với nhau. Câu lạc bộ thường xuyên tham gia vào các giải quần vợt của tỉnh tổ chức và giành được nhiều thành tích tốt. Hơn 10 năm kể từ khi thành lập, câu lạc bộ tennis Hoàng Hiền là một trong những câu lạc bộ góp phần phát triển phong trào chơi tennis trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Tại 7 thôn của xã đều có nhà văn hóa và có quỹ đất dành riêng cho sân chơi. Tuy nhiên, tại thôn Dương Trạch, sân chơi dành cho trẻ có diện tích gần 1.000 m² nhưng lại đang bị bỏ không, mặt sân lồi lõm, cỏ mọc tùm, trở thành nơi chăn thả gia súc. Hay tại thôn An Dân, việc người dân chăn thả gia súc trong khuôn viên sân chơi cũng vẫn tái diễn. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn làm mất đi chỗ chơi của trẻ. Trong khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, rất mong chính quyền địa phương có những biện pháp cải tạo sân chơi, ngăn chặn tình trạng chăn thả gia súc để tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ. Những năm gần đây, phong trào chơi thể thao sau giờ làm việc tại các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố Hưng Yên phát triển rộng khắp. Nhiều môn thể thao đã được đông đảo cán bộ công nhân viên chức lựa chọn để tập luyện sau giờ làm việc như là bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá và cầu lông. Nhiều đơn vị đã giành thành tích cao tại các giải thi đấu, trong đó bộ môn bóng bàn là một ví dụ điển hình. Một số cơ quan có phong trào chơi bóng bàn mạnh như Sở Tài chính, Công ty Điện lực tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp, Cục Thuế tỉnh. Vừa qua, Sở Giao thông Vận tải là đơn vị đã giành giải nhất tại giải bóng bàn cán bộ quản lý tỉnh. Phong trào chơi bóng bàn tại sở sau giờ làm việc rất hào hứng. Nhà tập luyện tại sở có 2 bàn bóng thu hút từ 12 tới 15 cán bộ chơi bóng bàn thường xuyên. Câu lạc bộ bóng bàn của sở cũng thường xuyên tổ chức giao lưu và tham gia nhiều giải trong và ngoài tỉnh đạt thành tích cao. Rất là đông cán bộ nhân viên trong cơ quan và ngoài cơ quan và tham gia. Đây là một cái cơ sở vật chất mà cũng gọi là tương đối có ý nghĩa với anh em trong cơ quan để rèn luyện sức khỏe. Qua cái hoạt động thể dục thể thao này thì đã nâng cao sức khỏe của cán bộ công nhân viên và góp phần vào thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Cũng là một trong những cơ quan có đông cán bộ yêu thích rèn luyện bộ môn bóng bàn, tại Sở Tài chính sau giờ làm việc, khu vực chơi bóng bàn lại sôi nổi, thu hút 12 cán bộ tham gia. Ngày nào cũng vậy, 15 cán bộ của Công ty Điện lực tỉnh lại cùng nhau rèn luyện sức khỏe với bộ môn bóng bàn tại đơn vị sau giờ làm việc. Những giây phút rèn luyện thể thao cũng góp phần giảm căng thẳng, tăng hiệu quả làm việc. Công đoàn viên chức tỉnh đã
phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở phát huy nguồn lực tiềm năng hiện có của cơ quan đơn vị để tổ chức và phối hợp tổ chức đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trong các đơn vị theo khối ngành, coi đây là một tiêu chí thi đua hàng năm của công đoàn. Việc tập luyện bóng bàn trong cán bộ công chức người lao động thường được diễn ra vào các buổi chiều sau giờ làm việc. Thông qua việc rèn luyện thể thao mỗi ngày đã giúp mọi người lấy lại sự cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng để cùng nhau phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất cho công tác. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Phong trào chơi bóng bàn của các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.